Muốn rehearsal thật
thật là kỹ để sáng mai có thể bấm máy quay thật là tốt. Nhưng mà đêm hôm đấy thì âm thanh mãi không lên mix, có nghĩa là Amy thu trực tiếp trên cái mic hát của Amy luôn, thu trực tiếp luôn, và đấy là âm thanh thật. Thì khi mà nước, khi mà cái xương hơi nó vào ấy thì nó sẽ ra rất nhiều vấn đề, loa cũng không lên luôn. Và Amy và cả ekip phải đứng nghĩ cách giống như là chuyển giao xe điện đến để lắp đặt lại để mà cho mọi thứ nó perfect. Thì hôm đấy thì mất 2 tiếng thì Amy mới duyệt được. Xong rồi hôm sau là 4 giờ sáng quay, thì 11 giờ đêm Amy mới về đến khách sạn. Về đến khách sạn thì hôm sau 3 rưỡi dậy là để đi đến cái nơi đó và bắt đầu bấm máy quay, make up các thứ. Thì mọi thứ nó cũng nó không được quá trau chuốt đâu. Thế nên là khi mà show hoàn thành, nó hoàn hảo như thế này ấy, Amy vô cùng tự hào, như là cảm hạnh phúc. Nhưng mà những cái bộ trang phục đó là Amy tự chọn hay là do bên quốc kế hay chọn? Thật ra là Amy và cái ekip cùng bàn bạc xem là mình nên mặc gì cho phù hợp. Và fitting đồ diễn ra tại Sài Gòn thì Amy fitting rất là nhiều bộ, thì cả tủ đồ luôn ý. Nhưng mà Amy và ekip sẽ cùng bàn bạc với nhau xem chọn ra những bộ đồ nào nhất. Thì Amy có chọn ra được 2 bộ đồ, một là dành cho 3-4 bài đầu, còn hai bài sau. Cuối cùng khi mà the light up, khi mà đèn đã được set up lên và trời đã sầm tối thì Amy sẽ chọn một váy màu đỏ và hở một cái tà ở chân và khoác một cái áo jeans thật là mộc mạc. Khi mà nói về sản phẩm Mama thì Amy luôn luôn cảm thấy tự hào. Và lần này thì đây là một giải thưởng mang tầm quốc tế, nên Amy cũng tự biết được trọng trách của mình là Amy đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Best New Asian Artist. Thì hôm đấy thì khi mà cầm trên tay chiếc giải Mama này thì cả ekip cũng như là mọi người và Amy cùng mọi người sẽ mặc chiếc tà áo dài nhưng mà đứng cách điểm và cách tân để mang được cái sự truyền thống như là mang cái nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam đến với tất cả các khán giả quốc tế, cũng như là tạo nên cho mọi người được cái sự gần gũi thân thiện của đất nước Việt Nam. Thì đấy là một điều mà Amy cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà nhận giải thưởng đó. Thì có rất là nhiều cái bình luận rất là tích cực và mọi người cũng rất là yêu quý, yêu thương và chúc mừng Mi. Thì cả đêm hôm qua Mi ngủ rất là ngon, thức dậy với một sự hạnh phúc không khó tả, và đến bây giờ thì cũng không khác gì sáng dậy cả. Thế nên là Amy cảm thấy là trân trọng và cũng mong rằng là và nhắc nhở bản thân là mình luôn luôn phải kiên cố và cố gắng hơn. Bạn cái nhảy cũng này nó có sau rồi bản thân mình tốt hơn mỗi ngày, và việc đầu tư cho sản phẩm của mình tốt hơn mỗi ngày là điều mà Amy luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình và luôn không ngừng cố gắng cả. Thế nên là mình không cảm thấy là nó là một trọng trách nặng nề, nhưng nó một là sự cần thiết và đấy là trách nhiệm. Thì sắp tới Giáng sinh rồi mới được đấy. Christmas everyone, và Amy xin chúc mọi người có một kỳ Giáng sinh vui vẻ nha. Nhưng mà cái việc hoán đổi hết á thì trên cái quá trình một cái người nghệ sĩ trẻ nhất mà năm nay lại không có được một cái lễ trao giải nó tương đối hoành tráng vì cái dịch bệnh, thì không biết cái cảm xúc của em thế nào. Em có nghĩ là mình hơi bị thiệt thòi về cái hiệu ứng truyền. Cái thứ hai là muốn hỏi Aiden là cái dự án Dreamy này nè, thì em có dự định là mình sẽ làm thường niên hay không? Và nếu làm không phải thường niên mà mình sẽ làm thường xuyên hay không? Và nếu làm thường xuyên thì cái áp lực của Aiden là như thế nào? Về địa điểm, về bài hát, về cái cách dàn dựng, phối khí chẳng hạn. Câu thứ ba là anh thấy cái sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và anh Hiền rất là dễ thương, và nó có một cái chất tương đối là hòa hợp.
Vậy thì trong tương lai bên ekip của em có dự định sẽ kết hợp hai bạn này trong một cái sản phẩm nào đó hay không? Xin hát. Lời đầu tiên em xin cảm ơn anh vì đã đặt ra câu hỏi này. Thật ra là chia sẻ thật với anh là và mọi người là thời gian mà Amy dành cho công việc của Amy là 90% và 10% còn lại để Amy dành cho bản thân và dành cho sự nghỉ ngơi và trau dồi. Thì Amy luôn luôn muốn làm việc thật chăm chỉ để mà Amy xứng đáng với chiếc cúp Mama vừa rồi. Và thật sự khi mà nhắc đến chiếc cúp thì Amy cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn. Và Amy biết là năm nay là một năm đại dịch và những người lao động thì đang phải rất là khổ sở để có thể vượt qua cái đại dịch này. Thì Amy vẫn có việc để làm. Amy có thể gửi đến tất cả các khán giả những bài hát để có thể xoa dịu cũng như là chữa lành tâm hồn của tất cả mọi người. Thì Amy cảm thấy là mình rất là biết ơn cũng như là trân trọng tình cảm và cũng như là tình yêu thương của tất cả mọi người. Còn về cái việc mà do năm nay dịch Amy không thể đứng trên sân khấu diễn thì Amy sẽ mong rằng sẽ làm được điều đó trong tương lai, bởi vì Amy vẫn còn trẻ mà, đúng không ạ? Yeah. Và Amy mong rằng là mình sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để có thể mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất để người khán giả. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thì em xin phép và trả lời cái ý thứ nhất. Show diễn này thì bên phía em đang dự định là sẽ tổ chức thường niên. Và áp lực cho cái show diễn này thì em nghĩ là bởi vì cái quá trình sản xuất cái show diễn này thì mất rất là nhiều thời gian cũng như là lên kế hoạch rất là lâu. Bởi vì ngoài cái việc là set up cái buổi biểu diễn chính thì ekip cũng phải đi tìm tòi rất là nhiều những cái khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất ở tại cái địa điểm mà mình chọn để có thể một phần nào cho mọi người nhìn thấy cái nét đẹp của các cái thành phố mà live show đặt chân qua. Chính vì thế nên là với những cái show của năm sau thì tụi em cũng dĩ nhiên là sẽ có những cái áp lực làm sao để mình có thể tiếp tục mang đến những âm nhạc, những hình ảnh đẹp nhất để có thể gửi tới quý khán giả. Và cái thứ hai là em xin cảm ơn anh đã dành lời khen cho sự kết hợp của Amy và Hoàng Dũng. Thì cái ca khúc mới ở trong show lần này là Từ Thích Thích Thành Thương Thương thì sẽ là ca khúc chủ đề của show lần này và cũng là một cái sự kết hợp chính thức ở trên một cái sản phẩm mới của hai bạn. Và bản thân thì khi làm việc với Hoàng Dũng thì em cũng như là Amy rất là quý tài năng của Hoàng Dũng và ekip cũng như là Hoàng Dũng đã làm việc với nhau rất là thoải mái, rất là thân thiện và đã đưa ra được những cái kết quả mà em nghĩ là rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn anh Aiden và em Vy và cảm ơn tới ngày hôm nay em hôm qua là em đã lăn ra ốm và hôm nay thì em cũng bị quên. Ok, và câu hỏi đầu tiên thì ekip đã quyết định là sẽ mỗi một tiết mục trình diễn thì anh Vy sẽ tổng cộng là sẽ trình diễn 3 lần và sau 3 lần đấy thì là ekip sẽ moving sang sang tiết mục tiếp theo và ekip cũng cố tình là khai thác được những cái hình ảnh từ buổi chiều này cho tới lúc hoàng hôn này cho tới lúc buổi tối này để mọi người có được những cái góc nhìn về mặt hình ảnh đẹp nhất và có được những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ok. Dạ, và thực ra thì như Aiden cũng có chia sẻ lúc ban đầu thì nhạc của Amy thì cũng giống như là một bữa tiệc và mọi người sẽ chắc là sẽ rất là bất ngờ với những cái bước đi của Amy tiếp theo. Và thực ra thì từ xưa đến giờ thì em cũng không nghĩ là cái nhạc Amy hát được đánh giá là pop, tại vì với em thì đấy nó vẫn là một cái dòng nhạc thuần pop, hoàn toàn là thuần pop và những ca khúc pop R&B. Còn tại vì chủ đề của Amy thì bạn mới 20 tuổi cho nên là những cái chủ đề này thì rất là hợp với các bạn trẻ, thành ra là dễ, tức là mọi người thường hay nhìn nhận đấy là chính pop nhưng mà thực ra đây là đây là pop. Và chắc là hình ảnh trưởng thành này mọi người sẽ được thưởng thức
nhiều hơn trong tương lai. Và bên cạnh đó thì bọn em vẫn tiếp tục những cái hình ảnh rất là màu sắc, những hình ảnh rất là cập nhật những thể loại âm nhạc trong kịch xu hướng quốc tế, và bọn em sẽ cố gắng trung hòa hết để tất cả mọi người có thể có được một cái trải nghiệm mà khác nhau trong âm nhạc của AMI. Xin cảm ơn. Cho nên là đây có phải động lực để em thực hiện những show live này và luyện tập để hát live tốt như cái show này không? Đó là chính là em có hay đọc những cái bình luận tiêu cực hướng về mình không? Và khi đọc á, thì em có buồn hoặc là có suy nghĩ gì về những cái bình luận? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Đầu tiên thì phải nói là khi mà em nói về cái show Acoustic lần này thì bản thân em cũng như là cả ekip cảm thấy là đây là một trải nghiệm quá tuyệt vời. Và nghệ sĩ sẽ được thăng hoa khi sân khấu của họ là một sân khấu vô cùng tuyệt vời, cũng như là vô cùng chạm đến trái tim của khán giả. Thì khi mà em làm cái show này thì bản thân em đã tự dặn mình rằng là mình phải luyện tập nhiều hơn, mình phải hát hay hơn mỗi ngày, và luôn luôn cố gắng không ngừng nghỉ, để khi mà đến cái ngày bấm máy quay show thì em vẫn còn rất là lo lắng, bởi vì là đây là lần đầu tiên em làm show. Và cái show này nó đã giúp em cải thiện cũng như là phát triển giọng hát của em rất là nhiều. Và đó cũng là một phần mà khiến em cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi mà cái show này ra mắt, thì kết quả của nó hoàn toàn là đúng theo nguyện vọng của em. Yeah. Còn về việc đọc bình luận thì em nghĩ, bản thân em nghĩ là ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, và cái sự tranh cãi nó xảy ra đó là sự cần thiết. Ai cũng có những ý kiến cá nhân cũng như ý kiến của riêng mình, vậy nên là em tôn trọng hết tất cả những ý kiến của mọi người, và thay vào đó em sẽ cố gắng bồi dưỡng cho giọng hát của mình mỗi ngày, và em cũng luôn luôn ghi nhớ rằng là mình phải chăm sóc cho giọng hát của mình thật tốt để mà giọng hát của mình luôn luôn hoàn hảo. Xin cảm ơn Amy. Và thưa quý vị, Amy thì là một cô gái chỉ mới 20 tuổi thôi, và Amy đang còn rất là nhiều thời gian, và Amy đang cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, và tôi tin rằng là Amy sẽ ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều lắm. Thưa quý vị, vì thời gian và thời lượng thì không có nhiều, chúng ta thì xin kết thúc phần còn ạ, phần còn dạ. Và cho em xin phép được một câu hỏi thứ nhất. Chị Tuyền đến từ Bibo ha. Chị hỏi một câu cũng đơn giản thôi, là chị hơi cái phần mà chị hơi tò mò, chị muốn làm rõ là cái sự kết hợp bài này của Ami và Hoàng Dũng á, thì tự nhiên nó tạo cho chị một cái sự rất là thú vị và rất là hòa hợp với nhau á, nên chị muốn là lý do tại sao lại chọn Hoàng Dũng.